mày kia trước thì anh đã... nhưng mà vợ về nhà vợ cứ được vậy thôi, cứ để nguyên xem này. Chữa mẹ kém con nhà chú chữa mẹ đâu mà chữa mẹ kém mẹ này đằng này mình mẹ ở đây trước mẹ nó quan bà phát nó mút được ngay đâu nó là lúc đấy là con nó chưa quen chứ không dạ cái này cũng quan đó nó ăn ngoài tí nó ăn tí nó ăn đi thùng thế bà làm cứ đánh nó đánh như em á, cái chẳng bú là gì? Mày bú đấy em ạ. Bú việc cái gì? Mày cũng đây cho cái đầu của bạn mày nó dài đấy. Bây giờ mới diễn cái trước rồi. Nhà cháu cái đứa thứ hai này nó cái trước mất mấy trăm nghìn là cái bé đúng luôn. Có thằng mới đến mình chờ mới vô thằng nhưng mà chưa cho con hút thằng nó đến ở mình nó mân rồi thế này còn hút được. Không, nhà cháu có chứa nó lớn to này nó không mặc. Người nào mà mặc thì dặn nhanh. Để cho đàn ông thưởng thức. Nó cứ mặc kín mà chứ còn gì. Cái nào ông anh bỏ là chỉ là cua to lắm. Bước lên là không bỏ. Thế là hôm bỏ xong ra đưa tiền cho ông một tát bỏ ngay. Nhưng mà ông ấy nhẹ ngay, riêng ông ấy nhẹ ngay chuyển cái lễ. Ta thấy. Ui, đúng rồi, bắt chặt tiếng. Đúng rồi, đấy, ta hỏi. Ừ. Cái này phải làm dưới trước. Ừ. Cái này phải làm dưới bằng trước. Ừ. Nạp kiểu gì cũng phải thế này thôi. Chôn dưới. Tháng chân nó dài tháng là rộng tí tháng là tôi đấy mấy cái bà ở không ở phòng thì quán đấy các bà ở phòng ngoài đấy đông ba bốn người ở phòng cái này các bà cứ ngồi dặn nghe dơ cái gì các bà còn dơ nữa. Nhiên mỏ là thanh niên các bạn thích ghét không nhá? Cần mỏ. Nhưng mà mày quan kiểu quan nhỏ, mẹ nó bụng kéo cái bụng, thì mẹ nó đi lại còn lên giống ngày ông rượu còn mẹ nó vá xe, đi bơm xe đạp xong thì mẹ hai vợ chồng nai nhau đi. Mà thích trong mà em bầu thì ăn vài sờ bụng mà bụng bé tí này đã đi nhiều mẹ đi này riêng như viện vẫn được hay không nhưng mà nói chung là nếu mà quát thì để mổ ai đút tiền cho các con bé đầu tiên trong này cao đi mẹ thắng vào nhà riêng nhà như sơn sau này bọn bé đấy là chú phải cái đứa nào khám đầu tiên đấy nó ăn cái lỗ lồng gọi là to nhỏ đấy, từ đây cứ 500 nghìn đấy, gọi này ngọt lắm luôn, nhẹ nhàng. Em ơi thế nào rồi, nó quan tâm đến bố kéo không cho nó á, vào cái nó đuổi ra xong nó bảo chưa được, nên đi mỏ nó dọa, đuổi kéo, mình nhu lần đầu nhu được. Chưa. Mà chưa, để cho nó một tí tiền vào, 200 hoặc 500 vào. Chú ăn 1 triệu. Nhiều thế. Em này thấy anh ấy cứ giữ dần đi. Lại từ từ cái hồng viên này chưa phải quay cắt. Cho cháu cứ quay nó quá cháu không quay cắt. Cái con đấy nó khác đầu tiên. Còn ba đầu con tay con bé đấy. Chướng này. Bao ông ấy là xong chia cho bọn kia có cắt đâu chưa. Mấy cái này nó không có đỏ nữa.
truyền cái này úp sao được anh? Ở đằng kia bọn em làm thì ấy hết. Anh thấy mấy cái nhà thì cũng không thấy nó có sườn. Không thể úp được anh. Cho số bữa này đây nha. Này đấy nha. Viên là thứ như 1.000 viên này. Viên mười loại đẹp là 13.000, loại đẹp xịn nhất. Thank you.
cuối cùng là mưa. Nhiều lần con cái ông lớn hết rồi, đi hết rồi sao cho các bạn thấy là nó có cái gì phải lo lắng vội vã rồi đấy, nhiều người họ ở đây họ cứ thế, họ cứ nuôi xong rồi họ cứ đúng đỉnh đó là vì người thế thì rồi việc gì phải vội vã, việc gì phải suy nghĩ cho nó khổ ra, nên là bây giờ chúng có tiền để ăn quá. Ý tưởng là nếu như mà giả thử như mình ở trong mơ, nhưng mà đấy là cứ mơ, đây theo em thì em cứ mơ, nhưng mà giả thử như sau này mà anh ấy cứ có ô tô đánh vào nhà, biết đấy, cứ có quyền. Nhưng mà gia đình rồi thì ước mơ đấy là ước mơ, là tự nhiên là con cái mà cái đấy này là tất nhiên rồi, tất cả là bỏ hết cho nên nghĩ à, tôi đang nghĩ cháu chỉ biết là chuyện cái quần bỏ tí chiều bỏ cả giữa tao cái giá này, để tao lấy cây tao chuyển đi con kê. Xem tác phẩm của mình, của chú cháu anh em mình làm ra sao.